Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, là bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Ở đâu ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow, trời ơi. Nóng tính là cọc tính đó. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng hả? Trời ơi, dữ vậy hả? Cái bên ngoài quá vậy. Em không thích đầu hói. Không thích sao gì kỳ vậy ta? Đầu hói. Ông không có hói. Đây lạ lắm nha. Gây ấn tượng nha. Anh có thể giới thiệu tên của mình? Em nghiện bao lông, em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp là gì? Dạ, nghề nghiệp của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế. Nãy tôi tưởng bạn bán búp bê. Như vậy? Thì rồi. Hồi thấy đi rồi biết. Không có gì hoang mang hết em. Mình giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Cẩm Nhung, em 30 tuổi, quê em ở Bến Tre. Dạ, em đang làm quản lý quán ăn. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm ở thành phố. À, bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó, nghe anh Linh nó nói vậy đó. Phải không anh Linh? Ừ. Bán búp bê là nghề sao? Là... Ai biết thì nhìn giống con búp bê. Anh ở Khánh Hòa vô hả? Dạ. Làm việc ở Khánh Hòa luôn? Dạ, em làm ở Mũi Né. Ở Khánh Hòa làm Mũi Né? Dạ. Lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi Mờ Công, đi Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho. Rồi sau đó về lại Củ Chi, Cao Đài, về lại Mũi Né. Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? À, em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Dạ, em rồi. Nói chung là em tiền nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được. Nói chung là một người đàn ông rất là năng động, rất là dễ thương đó. Rồi, nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng. Có gì để, căng thẳng? Để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần. Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu thì được gần 2 năm chị. Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm. 6 năm? Dạ. Rồi 6 năm chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay 2 năm rồi chị. À, nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à. Dạ, được rồi chị. Được rồi ha? Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu vậy? 30 rồi, làm sao được cưới luôn đi em? Em muốn tìm hiểu kỹ hơn chị. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì chỉ thoáng qua, chung là rung động thôi. À. Dạ, rồi mối tình thứ hai thì cũng được 4 năm. Chà, dạ. Mấy người này quen lý do nhau chia lâu tay anh quá vậy ta? Dạ, lý do thì cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa. Vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó. Dạ. Ha. Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, là bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ, tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Dễ quá. Không yêu cầu là thế này thế kia. Nhưng mà với em thì phụ nữ là không có móc đỏ đen, cờ bạc lắm, hoặc là lăng nhăng ngồi được. Thế thôi. Còn với em thì vợ thì vùng nào cũng được, ngành nghề nào cũng xong. Tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề, mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Và những vùng miền ai cũng đều là con người hết. Họ có những tâm tư mà mình phải cần đi sâu vào, chứ không thể nào nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Rất hay. Thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền, bóng đá, đặc biệt là em có thể hát. Và có thể một mình em ngồi em hát 5 đến 6 tiếng. Wow. Rồi vậy một lát nữa hát cho bạn nữ nghe nha. Bạn rồi. Nữ dạ hơi... không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow. Hay rồi. Rồi để mình trò chuyện với bạn nữ một xíu. Về bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Em muốn tìm một người biết lo cho gia đình, không có gia trưởng, có tinh thần cầu tiến, biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em. Em không thích những người mà rượu chè hay là chơi bời đồ này kia, em không thích. Bên đây không có cái gì hết trơn á. Cô gái này hơi rụt rè. À, anh hơi hiền, em hơi hiền, hơi rụt rè đúng không? Anh bên đây anh dễ thương, anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất luôn đó em. Rồi mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy thiệt á, tôi muốn chết luôn vậy đó. Được không? Anh hát cho em cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được chứ mà hát đúng rồi, người ta thiệt tình mà cái này cũng đúng, hát dở mà hát hoài dở mà hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à. Em có tật xấu gì không? Dạ em không có tật xấu đâu, em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng hả? Hả? Dữ vậy hả? Với bên ngoài quá vậy? Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn. Yên tâm. Phải đàn không? Trai. Nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều. Đàn trai số 1 luôn. Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em không thích đầu hói. Không thích sao gì? Sao kỳ vậy ta? Đầu hói.
ông không có hối. Có gì nữa không em? Tóc nó che hết rồi. Quá em cũng không thích. Mập quá cũng không thích, bụng bự cũng không thích luôn. Dạ, lùn quá cũng. Gì sao cô khó vậy? Không biết có được không nữa. Trời ơi. Đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện chứ cô ấy cũng mới bất ngờ. Tóc đẹp quá ha. Đẹp. Tóc mày làm chắc cũng cả tháng á. Bụng không bự, đầu không hói, người không mập. Màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Cho tôi hí hí chút xíu coi. Dạ ông em Nguyên. Dạ. Thì tôi yên tâm để dạ. Hiểu không cho yên cái bụng. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà có đất. Ừ. Nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà có đất. Là Nha Trang á hả? Dạ. Chà thì để hỏi cô này cô có chịu về Nha Trang không nha. Dạ nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao á. À vậy hả? Dạ. Vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao? Dạ được, tại vì em có thể là sống một miền, có thể là kinh doanh, có công việc. Miễn ở đâu công việc tốt là được ha. Dạ. Ủa đi thí dụ như là đi ra Nha Trang làm dâu được không? Dạ em thì em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em. Vậy đem ảnh theo về Bến Tre luôn được không? Dạ được. Thôi vậy được rồi, về Bến Tre làm rể luôn. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi coi ta góp ý tư vấn thế nào. Em đi với là em họ của em. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Dạ xin em chào. Em nhìn bạn bên kia coi em thấy hợp với anh trai mình không? Dạ về với chị thì em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh. Không có cái gì gọi là quá thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh á thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình thì ảnh là ảnh dạo này cũng muốn vợ lắm rồi thì đó thì được á là ảnh sẽ dọn vào trong Sài Gòn luôn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Rồi chào em. Chào chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. Theo em thấy thì ngoại hình của anh rất là độc đó. Độc là sao em? Lạ, độc lạ. Chị yên tâm là đầu anh không hề hói. Rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị. Cho em hỏi là anh làm du lịch là anh hay đi xa à? Thì anh có thời gian dành cho chị em không ạ? Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn. Tại vì gia đình nó sẽ đi theo với chúng ta cả đời. Còn công việc thì có thể là thay đổi được. Nói chung là em thấy anh rất là ok, rất là hợp với chị. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau. Anh đứng lên, anh quay mặt ra đây. Đúng rồi, kéo màn xong anh quay qua cái là hát liền nha. Dạ. Kéo quần cái áo đàng hoàng lại coi. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu. Kéo màn. Nhìn thẳng cho anh nha, để anh biểu diễn. Chưa, từ từ. Dữ chưa? Cảm nhận được gì chưa? Dạ rung. Rồi hát liền nha. Bắt đầu. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi anh chào đợi ngồi ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Đổi đổi liền, đổi gần, tới gần. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Anh bóng bóng. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu cầu tre. Trời mưa nên có đưa dâu. Bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu. Tiến em tới nắm tay. Bài khác. Dạ. Rồi nói đi. Em nhìn anh sao? Dở tóc rồi coi có hay không? Dạ không, dạ không. Có hôi. Ôi chết. Sao em? Thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng... Hát hay không em? Dạ hát cũng hay. Giọng này hát nghe cả đời được không em? Dạ cái này phải tập lại nữa. Trời ơi. Mà hát vậy mà còn phải tập lại nữa. Rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi. Em cảm nhận với anh thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc. Nói chung là cũng ok. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết. Anh làm du lịch anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không?
Với em thì ví dụ như một người, có một người bạn trai mà đi du lịch, vô đi hướng dẫn hoặc là dẫn một đồn đó, trong đó có những cô nữ, thì em có ghen hay là có những cái gì không? Tất nhiên là phụ nữ là phải ghen. Nhưng mà em ghen ít hay nhiều, nãy anh nghe em nói em có tính nóng, anh sợ lắm. Anh nhất là sợ cô gái khóc, không biết khóc con gái. Ví dụ như mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh dỗ cho phụ nữ khóc, không biết dụ gì. Em thì cũng phải tùy theo cái thái độ của anh thôi. Anh thì anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không bao giờ em giận đâu. Nhưng mà em thì hay giận lắm. Em giận thì anh sẽ làm mọi thứ, ví dụ như giống như nãy là hát nè, hoặc là anh nấu những món ăn mà em thích thì bảo đảm em sẽ hết giận. Không, em ăn ít lắm. Em ăn ít thì anh nấu ít. Nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn. Em không ăn thì anh năn nỉ. Sao cô này cũng khó quá vậy trời. Ba dễ thương muốn chết à, mà em khó quá à. Em có gì đòi hỏi nữa không? Em thì em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Tại vì lúc nào em gọi, thí dụ như em gọi em nhắn tin này kia phải trả lời, nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ. Rủ người ta đang dẫn tour đi, người ta đang nói chuyện, người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà em bắt người ta đi phải nghe liền thì tụt chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ. Cái đó là em gọi trái máy luôn á chị. Trời ơi, em phải thông cảm công việc vậy, em đi làm ảnh gọi em hoài được không? Thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên để em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó. Em rồi, sẽ hẹn nha, là mình em đang gọi lại. Thưa quý vị, hôm nay ta đang về Nha Trang, một khu bãi biển. Alo em ơi, đợi em xíu. Dạ, alo em, vậy đó hai em. Trời ơi, để cho đàn ông ta đi làm gần bên em, chăm sóc yêu thương em. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ. Thôi, mọi người nói một câu nào đó để chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn. Anh không biết 3 năm nay công ty mình nó băng giá rồi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì con tiên muốn nhảy ra ngồi và nó đi tới đó. Bước tới nơi mà nói một câu là I love you. Em gái nói gì đi. Em cảm nhận như thế nào em gái? Em thấy anh thì cũng hiền, nói chung là một người rất là chững chạc, rất là biết suy nghĩ, biết là nhìn xa hay là nói chung em thấy là được. Cảm ơn. Quá được rồi. Rồi, hết thời gian. Được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Có thể nắm tay nhau được rồi đấy. Em có thể cho nắm tay được không? Em được. Dạ được. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philet. Chúc mừng các bạn. Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng, chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em đây là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như cái ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai thì... Cũng được. Dạ, cũng vậy nếu như là anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ, em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ, em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra cái gì là mẹ em la trước rồi xong rồi em nói hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, hay cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Ừ, mà bạn nói cái đó là ưu điểm của bạn. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi tắm rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3 Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh hãy nhớ cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay. Được mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em?
Dạ em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc được. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa hát không? Dạ vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì? Dạ em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen. Có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm, đêm 21 mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ chỉ cần anh tìm, anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ cao cỡ anh Kwang Soo. Còn sao nữa? Cơ bắp giống như anh Jungkook. Và hài hước giống như anh chú Du Dây Súc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là Su Cu Cúc. Cu Cúc. Em thuộc Su Cu Cúc vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài thôi. Được không em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho chị Hồng Vân nghe nào. Dạ mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng. Nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không, được không? Được, được. Được phải không? Ờ vậy. Được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét cho coi nó có phản ứng gì không? Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà à, em làm dâu trước đúng không? Dạ ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải dạ. Không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói, ông có làm yêu đơn phương hay cô chị? À đơn phương. Ừ. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Ừ. Quen hết còn căng hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hôn chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà. Dạ mà, bạn đó không tự nguyện, em mỗi lần hôn là em trốn hoặc là em làm gì đó em tìm cách để em hôn bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không chứ không có ai cho em. Mỗi phải. Lần hôn là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Về bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hôn con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hôn em không? Dạ không, em thích. Cái này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á. Thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có báo với em là sắp cưới. Trời đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao trên 1m65. Được không? Được, em 6m7 lần. Được. Rồi 6m7 luôn. Dạ không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu xíu. Công nghệ niền răng bây giờ dạ. Cực kỳ tốt luôn. Mình sửa. Không có cờ bạc. Có không? Dạ không. Rồi không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Không, đâu có ai đâu đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn á mình Linh. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức mà con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hoàng không có sắp xếp thời gian tới đây được á nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ với lại chị rất là dễ thương.
dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng vâng. Họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết hả? Được. Nha. Rồi em dạ. Gái đó là em gái thì sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Hà Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khảo ái. Về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm. Còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được? Có thể góp ý không? Không có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà, quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á, nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm, nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông. Người có nhớ, có trong. Anh cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang. Thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quàng cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Rồi trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu? Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc, không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Ba chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó, nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ, gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ, con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng cô không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh này ở đâu? Này. Đúng rồi, nơi anh ở đâu? Đây rồi. Xúc động hay không? Chứ hay. Tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ, cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ trong đơ luôn à. Anh dạ. Nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chưa? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi.
Dễ thương quá. Hồi nãy nói anh không nhậu được á, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về, anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi. Thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như thế nào. Đó về mình tính sau nha. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời ơi, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này các bạn lấy cảm xúc sự từ chân từ... thành đến từ trái tim đó Vân. Thì đó. Hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3 2 1 hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau cái bài lại, thơ đó thực anh sự anh lại cảm giác là suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba cho con xin hôn Hà. Con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là xin. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn đó, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em là một người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua. Cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Dạ, xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào khách giả. Chào bạn nữ bên kia, tên là Nguyễn Thái Mọ. Em hiện nay sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ, em giảng viên đại học hả? Wow, dạy trường nào? Em dạy đại học. Tức là như một quê em ở đâu Mẫn? Dạ, quê gốc em ở Ninh Thuận. Rồi bây giờ dạy ở Bình Dương. Dạ. Đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Xin giới thiệu nhà gái.
Bây giờ mình nói về mình đi, nói lớn lên cho nhà trai nghe luôn. Dạ, em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền, Quỳnh Linh. Xin chào. Và xin chào anh Nam ở bên kia. Và xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Dạ, em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Em hiện giờ đang ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận ạ. Ở quận Phú Nhuận dạ, hả? Dạ đúng rồi. Ồ, rồi công ty thì làm chỗ nào? Dạ công ty em ở bên quận 1. À vậy dạ. Đó hả? Phú Nhuận là coi như là cùng hộ khẩu với chị ha. Dạ. Rồi. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Trời ơi. Mẫn Cao Quý. Trời ơi. Vậy là em ghép với Cao Quý là hợp với Mẫn ha. Dạ dạ. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ dạ. Tốt. Giảng viên đại học mà. Em dạy chuyên về gì? Dạ em dạy chuyên về tài chính. Tài chính ha. Dạ. Giỏi rồi nha, bữa nào tôi học mới tôi làm tài chính coi. Dạ. Nếu anh Linh có thể học cao học thì có thể lên xuống anh trường hả? Em học. Chắc không nổi tới cao học đâu. Lùng học thôi. Anh lùng học. Chị Vân lùng Linh học. Là lùng học. Thấp học thôi. Dạ. Cao anh không nổi đâu. Dạ. Điểm yếu của Mẫn là gì? Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và thường kiểu như là em hay tập trung vào công việc nhiều quá. Đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Tập trung quá mất công bằng cuộc sống. Dạ. Thầy giáo mà nóng tính quá thì lúc mà ta nóng tính trong lúc có sinh viên thì mình làm gì Mẫn? Dạ thực sự ra thì về nghiệp vụ sư phạm thì mình không được nóng tính với sinh viên. Dạ thì mình phải có những cái kỹ năng để mà mình có thể mà nói chuyện và giúp cho lớp và đi vào cái nền nếp. Dạ đúng rồi, không được nóng tính với sinh viên. Dạ. Rồi cái dồn nén về nhà nóng tính với người nhà là cũng mệt lắm rồi nha. Dạ cái đó thì em nghĩ thì là cái nghề nhà giáo thì giúp cho mình là có một cái sự điềm tĩnh và cân bằng được cái tính cách của mình. Dạ làm sao để mà có thể mà mình có thể mà giải tỏa được cái vậy thì cái, nóng cái... tính nhất em làm gì? Thường nóng tính nhất là khi mà em là một người cầu toàn cho nên đôi khi là nếu như mọi thứ nó không được như ý em thì em thường hay là có những cái về hơi bị khó chịu rồi khó chịu cái mặt dạ. Thể hiện cái mặt thôi đúng không? Dạ, đúng có rồi. Hành động gì dữ dội không? Dạ hành động thì không, em là tính người chịu đựng nên em không có nóng tính mà chịu đựng được. Dạ. Vậy được cái đàn gái nóng tính chứ không có làm gì đâu, người ta chịu đựng bên trong không à. Ủa Mẫn ơi, cái giọng của Mẫn giống như người miền Trung ha Mẫn? Dạ em là người miền Ninh Trung Thuận em đó. Là Nam Trung Bộ ạ. Dạ. Bên đây là mình là Quảng. Dạ em là Quảng Nam. Quảng Nam. Quảng Nam. Vậy là cũng gần nhau hả ta? Cũng không gần lắm mà. Dạ, cùng Quảng nhưng mà lại là cũng không có gần lắm. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ. Tại vì mọi người hay nhận xét rằng là em có nụ cười đẹp. Thế nên là em rất là hay cười. Dạ em rất là hay cười và nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Rồi em thích nấu ăn, thích trồng rau và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu rồi cũng có khả năng làm MC vườn. Vậy dạ. Rồi cái điểm chưa mạnh của em? Điểm mạnh chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong việc sắp xếp gia đình kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ. Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Dạ. Kỹ lưỡng đúng dạ, không? Em rất gọn là kỹ. Gàng sạch dạ, sẽ đúng không? Dạ. Nhưng cụ thể em làm cái gì Cao Quý? Sao cụ thể công việc cụ thể của em công việc cụ thể của em là em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Cái là trong cái mảng đối ngoại thì nó dạ. Trời ơi xinh quá. Quản lý đối ngoại luôn á hả? Dạ, hiện tại là em đang phụ trách cái mảng đối ngoại. Dạ. Trời ơi. Trong đó có truyền thông, báo chí rồi các sự kiện đối ngoại của công ty. Vậy là hợp với tụi anh đó. Truyền thông báo chí rồi ha. Xây dựng đó có cái Cao Quý. Anh Linh mạnh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là anh giọt qua. Anh thích lắm. Xây nhà thích lắm. Truyền thông báo chí cũng thích nữa. Đúng là dạ. Nụ cười tỏa nắng đó. Bên đây cũng là một thầy giáo dạy đại học nha. Dạ. Nhưng mà mặt còn trẻ. À, có tính chịu đựng anh nghĩ rằng cũng được đó. Dạ. Của em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Dạ. Mình khoe chút cho đàn gái biết coi. Dạ. Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Hai cái luôn đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh đó, ở châu hả? Âu đó. Ừ. Châu Âu rồi nha. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi Châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Không có đùa đâu. À em. Dạ. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít
Em không thích là người đàn ông nói nhiều. Người này nói ít lắm. Dạ. Em giảng đường nói mệt quá, giờ nhà chứ không nói nữa đâu. Nói ít không phải là ít hẳn, mà kiểu là mình sẽ biết cách lúc nào mình nên nói nhiều và nên nói ít. À. Một người có chiều sâu, sâu sắc. Dạ. Và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Trời ơi, có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có. Tại vì em hồi xưa có ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao. Và người phương Tây cao lắm. À đúng rồi, 6 sao? Năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Ừ. Rồi vậy là yên tâm rồi đúng Mẫu rồi. Hình lý tưởng của em như thế nào hả, cao quý? À, như em nói lúc nãy là một người điềm đạm, lịch lãm và sâu sắc. Không, ý dạ. Anh Linh nói cái mẫu lý tưởng đây là cái ngoại hình đó em. Cái ngoại hình đó chứ nãy là em đã nói về nội dung rồi, bây giờ dạ. Là tới ngoại hình đó. À, phải cao hơn em. Cao hơn em, cao để làm gì em? Thấp em... đôi khi mà người ta phải ngước nhìn, người ta nhìn xuống cũng được. À, tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi ta yêu thương là cỡ nào ta bế cũng nổi chứ. À, cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ. À, và không có hói, không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Người con gái hiện đại được. Không bao giờ. Anh nói thật nha. Nước da có ngâm ngâm đen không hay là trắng? Dạ, da ngâm ngâm thì lại càng tốt. Dạ. Anh nói thật chắc à, anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích thói, không thích thô, không thích gì. Ta nói ghét của nào trời trao của đó. Thì không vậy? Thiệt đó. Đôi khi là để đó nhưng vậy. Mà người ta miễn sao tao có tài được rồi. Nhiều khi cha mẹ sinh sao nó vậy rồi. Nói nhiều dạ, khi nó dạ, dạ. Chào gì chào? Gì? Tôi chưa cho qua đàn trai tôi qua chào gì? Tôi cứ coi. Hả? Quyền của tôi mà. Ta tiến sĩ từ từ rồi qua gặp. Quyền của bên nhà muốn gái gặp tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. À. Cười. Ở bây giờ ở trên cái sàn này rồi là tụi mình là gọi là gì đó, bình đẳng. Bình đẳng. Mắc cười quá ha cưng ha. Dạ. Rồi, dạ. Người ta tiến sĩ chuẩn bị lên phó giáo sư đó. Ủa, người ta nghe mà, nãy giờ người ta nghe mà. Đâu có bị điếc đâu. Dạ. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chào cưng. Dạ. Ừ. À, rồi vậy thì bây giờ khi mà em nghe bạn nữ tâm sự như vậy á, thì em cũng nói ngược lại cái ý của mình đi. Ví dụ giờ em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Không thích cái điều đó. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Thôi dạ rồi, chắc như là thích. Có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai cũng thích. Ủa tôi hỏi sao mà, trời ơi tôi hỏi kệ tôi đi. Hỏi gì vậy, kể, tôi có ai thích phụ nữ quá. Không đẹp bao giờ đâu. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên. Tại vì họ quan niệm rằng á, là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Chưa chắc. Mà để ngắm thôi, còn phụ nữ của mình thì họ cần một cái người duyên dáng. Vậy chứ không lẽ mọi người ta có vợ đẹp không phải vợ người ta? Tôi biết vợ của ông đẹp, tôi biết mà. Ai nói? Ông không cần phải là... Trời ơi. Ý đó. Là nói là ta nói câu là gì, người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Cái đó là xưa rồi. Đúng không? Dạ. Cái chuyện đó mỗi người quan niệm của mỗi người thôi. Dạ. Giống như bây giờ bên đây á, là có bạn thì thích là ở những người đàn ông phải đẹp trai, cao to, tóc nhiều, ví dụ vậy. Nhưng mà cũng có những người họ chỉ cần những người đàn ông có trí thức, có trí tuệ và duyên dáng, thế là đủ rồi. Trong cuộc sống người ta như thế là đủ rồi. Ừ quên nữa, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình ạ. Hai mối tình? Dạ. Là ở bên xứ người hay là xứ mình? Dạ vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Rồi chia tay? Dạ. Chia tay tại bên đó luôn hay về đây mới chia tay? Dạ về lại đây chia tay. À chắc dạ. Là yêu xa phải không? Dạ tại vì là hồi xưa là bạn đó người Hà Nội. Và em là trong Sài Gòn. Trên... Xa quá. Dạ, ở bên anh thì tụi em có thể có thời gian hơn, nhưng mà khi về thì mỗi người một hết một nơi thì không thể nào chia sẻ được. Dạ. Còn kia chắc mối tình học trò đúng không? Mối tình đầu á. Dạ, đó là mối tình đầu, còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, dạ, 5 năm 20 lúc em 26 tuổi thì cái đó cũng chỉ tầm có vài tháng thôi. Nhưng mà lúc đó thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh dạ thì em bạn nó thì biết rằng em đi nên bạn nó cũng không có không chờ đợi. Chỉ có mấy tháng tao không tin tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò này đúng không? Dạ. Tội nghiệp lắm, tiến sĩ tao lo học không, tao không có lo chuyện yêu đương thành ra giờ tao mới ế. Bây giờ nghe tâm sự chưa, bây giờ nói cho ông biết mình có bao nhiêu mối tình đi cưng. Trời ơi. Ông mối bữa nay ông sao, ông bảo vệ đương sự của ông một cách lộ liễu lộ thiên quá.
Tôi nhưng mà tôi... thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó, thực sự nói chuyện thì tao thấy rất là... Tao lo học quá, tao lo sự nghiệp quá, lo bằng cấp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình là cao quý? Dạ, em cũng giống như bạn là em cũng đã có hai mối tình. Dạ, mối tình mà gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. 2 năm? Dạ. Mối tình kia là mối tình đầu, gọi là đầu tiên đúng không? Mối tình đầu tiên thì hơn 1 năm. Hơn 1 năm? Dạ, còn khi mà chia tay gần nhất đây là 2 năm. Lý do sao chia tay? Dạ, thật ra thì nó cũng sẽ, cũng người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do, nhưng mà lý do kiểu mà nghiêm trọng thì có nghĩa là cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ, em sẽ đi rất là nhiều. Dạ. Thì bạn cũng gọi là bạn cũng hơi ghen quá. Là nhưng mà cái với em thì em mong muốn rằng là trong cái mối quan hệ của em, trong chuyện tình cảm thì nó phải xây dựng bằng cái niềm tin và cái sự chân thành, chứ không phải là cái sự mà kèm cặp hay là mình ràng buộc gì quá. Anh tại sao anh lại cứ hay hỏi người chơi là lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết lý do tại sao mình chia tay, để chi mình khắc phục cho cái mối tình này nè nó tốt hơn. Nếu ta biết được lý do tại sao chia tay thì chúng ta sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ bổ sung vào điều đó, chắc chắn mối tình kế tiếp sẽ không có những cái kết quả nó xấu như những mối tình đó nữa. Ha, ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa, xong rồi hai bên gặp mặt nha. Rồi, Cao Quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, là em cùng đang ở chung với em, thay vì em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Bé em đúng không? Dạ. Nói chung thật sự cái tên em á, ai gắn cái tên em cũng hay đấy. Linh Cao Quý, Vân Cao Quý, trời ơi, ai đứng kế bên cũng hay chứ á. Không, ai cũng đứng kế em để được Cao Quý. Người may mắn lắm là Tết gặp đứng kế bên cái đi giới thiệu Linh Cao Quý, trời ơi đã. Rồi em gái, em gái của Cao Quý, em thấy sao nào? Thấy bạn nam sao, có hợp với ý của em? Em nói đại đi, thổi rột vô coi. Rồi được rồi đó, nói đi em. Nói đi, nói lớn lên. Anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Thì đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Dạ, nhìn bên ngoài thì chị hơi nữ tính một chút, nhưng mà chị là một người có cá tính. Dạ, thì và gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á, và chuyện hiện đại thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Dạ. Còn anh trai thì sao? Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là sâu rộng. Nói chung là ngoại hình anh đẹp trai, nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt thì... đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai anh chị khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi gắn là vô hết rồi. Dạ. Nói chung dễ. Không sao rồi, anh hiểu điều đó rồi. Chúc để hai người bàn luận với nhau nha. Rồi Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em rồi. Bạn Hạnh. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là hai MC cực kỳ tài, là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Cảm ơn. Chào em. Hôm nay mình rất là vinh dự để có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đây, với tư cách là người nhà của bạn Mẫn, người đồng nghiệp của bạn Mẫn. Và cũng rất là may mắn khi được tháp tùng theo Mẫn để mà hôm nay có cơ hội được diễn kiến cô bạn bên đây. Bạn Cao Quý đúng dạ, không? Dạ, bạn Cao Quý ạ. À. Và thật sự ra dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Đấy. Mà có một chút chia sẻ ở đây rằng gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Rồi, mà mình tin rằng hai bạn sẽ có, nếu có thêm nhiều thời gian hơn nữa thì mình nghĩ hai bạn sẽ có thể tìm được tiếng nói chung ở đâu đó. Và mình trong mắt mình hiện nay thì thật sự là rất là đẹp ạ. Dạ, mình xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn Hạnh. Trai tài gái sắc đó phải không? Thật sự mà nói thì người phụ nữ hiện đại họ có thể thay đổi mình rất là nhanh. Khi mà họ muốn truyền thống thì họ sẽ truyền thống, lúc hiện đại thì hiện đại. Thật sự là những người phụ nữ hiện đại người ta rất là giỏi luôn. Ha, người ta sẵn sàng gọi là
hòa mình vào tất cả mọi cái sự việc trong cuộc sống, đừng có lo điều đó. Còn bây giờ thì thôi, mình mở rào ha Quý hả? Rồi nói đi Quý. Phải có là cái phong cái thần thái chẳng hạn, thì người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại, nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Có nghĩa là em không hoàn toàn là hiện đại hết và không hoàn toàn là người truyền thống hết. Thì có nghĩa là em sẽ biết, em tự tin là em biết cách lúc nào mà em có thể là người hiện đại và em có thể là một người phụ nữ của gia đình. Chị nhìn em là chị biết em là như vậy, em hiểu không? Còn cái chuyện đàn ông họ cảm nhận sao kệ họ đi. Rồi khi nào mà gặp đi rồi không có chuyện Hạnh cảm nhận đúng thấy. Đó. Nhưng mà có một cái là đừng có lo, bởi vì anh đã nói là người phụ nữ hiện đại họ thay đổi, họ có thể là thích nghi được tất và cả mọi hòa hợp rất là nhanh trong tất cả mọi tình huống. Đừng có lo điều đó nha. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi, để chị nó mệt nó chật chội quá. Mở rào. Bắt đầu á nha Mẫn. Dạ. Tiến sĩ Mẫn. Rồi nhìn nhau đi nào. Wow. Dạ. Wow. Mẫn wow. Đứng dậy tặng quà liền Mẫn. Anh có cái tai nghe, em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Okay. Nó giúp mình hiểu hơn được những cái mối quan hệ xung quanh để cho mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em. Và nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi, để anh chia sẻ cho nó nhiều hơn. Bỏ đây luôn nè. Dạ. Quay lại, quay đi. Rồi, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên thì anh thấy cảm nhận rồi là em rất là xinh. Và anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Thì em ở Quảng Nam thì em ở Phú Nhuận à? Em ở Quảng Nam, quê gốc Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại thì tại vì em vào đây lâu lắm rồi. Em học đại học trong này và em làm ở trong đây cũng hơn 10 năm. Dạ thì hiện tại em đang sống tại Phú Nhuận. Ồ, vậy chú Phú Nhuận thì chắc cũng gần chỗ anh. Anh ở Bà Chiểu. Bà Chiểu, dạ. Thì trước em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Dạ. Ok, anh thì chắc cũng học ở gần đấy. Em có khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xây sống riêng một mình, sống riêng. Thật sự là cái này em cũng đã có chia sẻ rất là nhiều rồi. Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu đó thì lại em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó, nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Tới bây giờ là em thật sự là em rất được lòng những người lớn. Và em quan niệm rằng là khi mà em xem mẹ của chồng em đi cũng giống như mẹ của mình, thì thế nào thì em cũng sẽ nhận lại cái tình thương của người mẹ chồng giống như là người mẹ ruột đối xử với em, thì em sẽ không có sợ cái vấn đề đó. Thì đó là cái dạng như là mâu thuẫn lớn nhất khi mà về chung một nhà. Thì quan điểm của anh thì đó là nếu như là mẹ chung của nhau hoặc là bố mẹ của em thì anh cũng sẽ quan tâm đến. Đấy. Cho anh hỏi thêm nữa là em có theo tôn giáo hoặc là gì không? Dạ không, hiện tại thì em không không theo đạo. Ok, vậy tốt quá. Là anh cũng không theo đạo đúng chắc không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Không thì là không. Nếu như mà ví dụ như nếu như mà em theo đạo đi thì anh sẽ như thế nào? Chắc anh theo luôn đó. Đạo nếu mà đạo gia đình thì ok với gì đâu, đúng không? Không, nói chung đạo thì đạo nào cũng hướng về cái thiện thôi. Dạ đúng, chính xác ạ. Mình bàn cái đó sau đi. Dạ. Đây dạ. Nó nhạy cảm lắm. Dạ. Giờ nói chuyện tình yêu đi, hẹn hò sao đó. Phú Nhuận đưa Bình Dương đó. Dạ. Hiện tại thì anh đang dạy ở dưới Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương. Dạ. Thì anh cũng đi là lại như cái nghề giảng viên á, thì là có tiết thì lên và có công việc thì lên trường, còn thời gian còn lại thì mình ở nhà. Vậy thì anh sống ở Sài Gòn và công việc hiện tại thì cũng ok, cũng thuận lợi, đi lại cũng thuận lợi. Nên em công việc em có bận lắm không để mà có thời gian hẹn hò như nào?
À, thật sự là nói bận thì cũng không bận, cái công việc của em nó sẽ dựa theo cái tính chất của công việc, cái là có lúc nó cũng sẽ rất là bận nhưng mà có lúc thì cũng sẽ rất là rảnh đó. Thì nhưng mà quan trọng là khi mà nếu mà đến giai đoạn hàng hào thì em nghĩ rằng là bận nó cũng chỉ là lý do thôi. Chính xác. Còn nếu mà thật sự mình muốn thì mình sẽ tìm cách. Chính xác. Yeah. Thì anh rất là thích một cái quan điểm của em, đó chính là tình yêu là phải san sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Điều đó là đúng. Bởi vì anh thấy là nếu mà không có tin tưởng và chia sẻ thì đôi khi là mình đi đâu cũng bị kèm cặp, nhiều khi mình cũng thấy khó chịu, đúng không? Hai bạn này là chưa gì thấy chung tần số rồi đó. Anh có suy nghĩ như thế nào khi mà với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em, ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn đó, thì em sẽ không bao giờ để cái việc đó. Nhưng mà nếu như là phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ sáu, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết, là phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy, em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng vào em, không phải chỉ là suốt ngày lên kiểm tra em, điện thoại em thế này thế kia, xong rồi nghi ngờ rồi mọi thứ đó, thì là phải có niềm tin với nhau. Nhưng mà em bị một cái là em rất là cũng hơi rõ ràng trong chuyện tình cảm. Rõ ràng đây là có nghĩa là khi mà yêu thì cũng sẽ yêu hết mình, nhưng mà một khi em có hai cái mà em rất là sợ. Thứ nhất là người đàn ông vũ phu, thứ hai là người đàn ông người đàn ông phản bội. Okay. Và thật sự như vậy, nếu mà em có một cái nghĩa là khi mà người đàn ông của em có hai cái trường hợp đó thì em sẽ rất là dứt khoát. Em yêu cũng mãnh liệt lắm, nhưng mà khi dứt khoát thì cũng rất là phủ. Thực sự ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm về cái đó. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ là em có một cái chung với anh, nó cái sự rõ ràng, và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thì đã về chung thì mình nên tìm cái tần số riêng chung với nhau, chứ nếu như khác biệt xa quá thì đôi khi là không thể nào mà hàn gắn được. Đấy. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Tập này sao nói chuyện cái gì xã hội nhiều quá. Dạ. Bây giờ nè, hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đấy. Nắm tay cô gái. Dạ, cái này em hơi run một tí. Dạ. Đừng có run của anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này là bắt tay, không phải bắt tay nha. Hey, không phải nắm vậy. Cái này nắm này là hai tay đó. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó, đứng xích xích đây nè. Đó, giữa là trái tim nè, đó, thấy chưa? Ông mối đang bị phạm luật. Nhìn thẳng nhau đi. Ông mối. Hả? Ông bên đây ông phạm luật đó nha. Sao? Ai mượn ông thì phạm vậy? Ông cái này tay mà. Ai mượn? Thế thì phạm là sao? Phải thì phạm nó mới biết chứ. Sao thì phạm? Người ta bản năng, người ta tự khách, người ta biết. Không làm được kìa, đứng tay rung bỏ cái đứng. Được rồi. Dạ. Chúng ta trở về vị trí đi, rung quá thì lại chỗ ngồi đi. Dạ. Có lẽ cô gái Quảng Nam này hát về. Em về nơi xứ Quảng này kia ha. Hát Cà Mau xa quá. Thì bởi xa quá đó. Thôi được rồi. Nãy giờ các bạn cũng đã chia sẻ với nhau, cũng đã nghe ý kiến bạn bè người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta hãy nói lên tiếng nói từ trái tim của mình. Để tay vào nút bấm với các bạn. Con tim mình nghĩ thế nào, mình cứ làm theo sự bách bảo con tim nha. Thích thì chúng ta bấm nút, không thích chúng ta đừng bấm nút để cướp đi cơ hội của nhiều người khác. Mận để tay nút bấm đi Mận. Dạ. Chúng ta nhắm mắt lại 30 giây và suy nghĩ xem trái tim mình thật sự rung động chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có bấm hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm con hồi hộp quá. Bên đây Mẫn là bấm liền. Đếm xong bấm luôn. Dạ, đối với cô gái này là phải chấp nhanh luôn rồi. Chấp nhanh liền. Dạ. Trời ơi, không chấp nhanh là nhiều người bấm đó. Dạ, đúng rồi. Trên sóng truyền hình, các bạn thật sự đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Chúng ta đang đối diện với người thân, bạn bè của mình. Và hãy cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Nắm tay đang xen tay vào nhau, chứ không phải nắm tay với mắt tay Mẫn. Nào, tình yêu nó phải có cái gì đó, nó đang xen cái tay đó. Đó, trời ơi, tình yêu nó phải vậy. Ôi ơi, cảm giác sao Mẫn? Dạ, khá là ấm áp và tình cảm.
hồi hộp thêm đúng không? Dạ quá hồi hộp luôn ạ. Tiến sĩ cố gắng nha. Dạ. Chúng ta phải có người yêu ta mới thành công trong công việc đó. Dạ. Có vợ mới thành công nữa. Dạ. Cố gắng lên. 6 năm đầu tư ở anh rồi, bây giờ 6 năm đầu tư đây nữa. Trời cái gì mà lâu dữ vậy ông nội. Ông mối này ông nói thiệt. Bây giờ là em đã có cơ hội để mà em tích cái là 6 năm tích lũy của em trao gửi cho một người rồi đó. Dạ. Cố gắng hết sức. Dạ, đúng không? Em sẽ cố gắng hết sức. Ừ. Dạ. Thì bây giờ hôm nay là cô gái đi với cô em. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, ở trên nhà cô gái là sẽ theo dõi cái chương trình này, thành ra là em muốn nói gì với bố mẹ của bạn Cao Quý không? Thì em nói đi, em nhìn vô máy em nói với cha mẹ của Cao Quý. Ba dạ. Mẹ em khó lắm. Dạ, con chào hai bác, ba mẹ của bạn Cao Quý đây ạ. Dạ, gì bạn? Em, của em. Dạ, em Cao Quý đây ạ. Hai bác cứ tin tưởng vào con ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để mà đem đến sự hạnh phúc cho bạn Cao Quý. Lời thật đó em mà run rẩy lắm rồi. Lời thật đấy. Anh này là anh chỉ có học thôi. Ừ. Còn chắc chắn là cái chuyện mà ảnh cua gọi là cô gái ha, nói chuyện cô gái chắc dở lắm, nhát lắm. Yeah. Cho nên là mình cứ rủ anh đi uống cà phê hoài cho. Dạ chắc là phải có một đợt nó đi anh em đi riêng với nhau rồi. Mai rủ luôn đi. Tôi chờ lâu. Quý có muốn nói gì với bạn Mẫn không? Hay là muốn nói gì với phụ huynh của bạn Mẫn không? Dạ đứng ở trên đây thì cũng là cái cơ hội để mà em khẳng định với mọi người rằng là em hoàn toàn độc thân. Tại vì cái sự độc thân của em rất nhiều người rất là nghi ngờ. Khi mà em nói độc thân thì mọi người hầu như là không có tin. Dạ. Nhưng mà khi tham gia chương trình thì phải chắc chắn phải độc thân thì mới tham gia được. Chính xác. Dạ. Và là không phải là em ế mà là chưa tìm được cũng người. Có rất là nhiều người theo đuổi nhưng mà thật sự là vẫn chưa có gặp đúng người, chưa được gặp được phù hợp. Và cũng rất là tin tưởng chương trình. Dạ, nhưng mà em nghĩ rằng là chương trình có thể. Từ từ nó nổ điện á nha. Mà có làm mai mới lo điện không? Không thiệt mà, nó kể nổ nó. Sẹt điện nó luôn kìa. Kể nó. Ê, cái này có khi nào mà kết nối thành công gặp đôi này rồi pháo bông nó bông không rồi. Rồi, anh nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đã vượt qua hàng ngàn cái hồ sơ để đến với nhau. Bởi vì trước khi kết nối các bạn lại với nhau thì tôi đã chọn lựa cái hàng ngàn cái hồ sơ để xem những hồ sơ nào hợp với nhau. Và cái duyên chúng tôi đã kết nối các bạn còn nợ hay không là do hai bên mượn tiền với nhau, tùy ha, mượn nợ với nhau nha. Rồi dạ. Thủ tục đầu tiên không thể thiếu được đó là nào, hãy hôn lên má này một cái để chứng minh được rằng chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Ông chuẩn bị tinh thần, Mẫn nó xỉu là ông đỡ liền nha. Kệ nó, xỉu càng tốt trong tình yêu chúng ta có thể bất chấp nào, xỉu cũng hôn được. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không nè. Anh nói mà nghe chưa gì mới, em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Dạ, cái này là quá quen thuộc rồi nên. Thực chất á, đây là một trong những cái cô gái hiện đại mà anh nghĩ rằng cô ấy sẽ là người có thể giúp em nhiều hơn trong cái việc kết nối với hai người. Hãy chủ động lên nha. Dạ. Rồi, chúc cho hai đứa hạnh phúc, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung của nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh. Đây.